Chào tất cả mọi người, mình là Đặng Bánh Mì và hôm nay thì mình sẽ lại là hướng dẫn các bạn là cách bó giỏ quà đẹp và nhanh nhất, đơn giản nhất tại nhà. Và có những lưu ý như sau. Như các bạn thấy thì cách tuốt nơ à cách buộc dây kim tuyến có nhiều cách lắm. Các bạn quấn như thế này để cho cái đấy hai cái tay nó đẹp này. Các bạn quấn một hoặc hai đấy, đây cách như này là cách hơi phức tạp tí, còn như của mình thì mình cứ buộc và mình sẽ để luôn như này, không cần phải. Đấy, thế là xong, thế là xong. Các bạn cho vào giỏ này, giỏ kín này rồi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách gói giỏ quà mà không cần rượu. Tại vì là hiện tại là luật của nhà nước mình là đang nghiêm cấm ô tô, xe máy là uống rượu bia. Chính vì vậy thì trong cái giỏ quà của mình ngày hôm nay là mình bỏ luôn không cho rượu vào nha các bạn nhé. Rồi, và sau đây thì mình sẽ nhặt các mặt hàng để mình bó cái giỏ quà dưới 150.000. Đầu tiên đây là một hộp bánh trứng giá bán lẻ tại cửa hàng của mình, nó là 23.000. Đây là bánh trứng Sài Gòn, sản xuất trực tiếp tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Chất lượng thì rất là ngon. Và các bạn theo quy cách thì to thì các bạn sẽ để đằng sau. Rồi. Ví dụ như giỏ một hộp bánh là 23.000 này. Một hộp mứt là 14.000. 23 cộng 14 là 37 này. Mình thì bó quà là ở đây bán lẻ bao nhiêu thì mình sẽ tính tiền như thế. 37 cộng với lại một hộp mứt sen 8 là 45. Một hộp cà phê phố. Lâu lắm mình không bán nhưng mà không nhớ cái này phải 34.000 thì phải. 34.000 hộp này nhé. Đấy, hộp chè sen cho luôn vào đây. 6.000. Tiếp theo các bạn sẽ cho thêm một gói kẹo. Gói kẹo này. Tại vì mình đã bóc giá, giảm giá nên mình sẽ bóc giá như các bạn nhé. Mình khuyên là những ai mà bó quà các thứ thì những cái bánh kẹo này này, khách hàng thì họ sẽ là không nhìn được đát. Nhưng mà các bạn sẽ phải là cho những cái loại bánh kẹo mà vẫn còn đát nhé. Nếu các bạn cho những cái mặt hàng mà hết đát rồi hoặc là không ăn uống được ý, thì vào đây các bạn sẽ mất hết lọc thôi. Chính vì vậy là mình làm cái gì mà nó phải thật tâm cái đấy. Đấy, ví dụ như gói kẹo này ăn rất ngon. Các mặt hàng của mình bó vào là đều là ăn ngon hết cả, chất lượng ổn định. Đấy. Tại vì mình bán cái này không phải là chỉ một vụ Tết là thôi, mình bán cả năm cơ mà. Có những khách họ cứ nhặt mặt hàng và mình cũng bó. Đấy. Nên là mình làm cái gì là phải thật cái đấy. Tất cả các cái nguyên liệu này là đều là phải còn đát. Đát nó phải còn dài thế, chất lượng ổn định, chứ không phải mình cho hàng giả hàng nhái vào mà bó cái giỏ quà có thể là rất là rẻ nhưng mà họ mua về họ không ăn uống được thì làm ăn cái gì đấy. Đây, đây là bánh lương khô bên nhà mình phân phối thì mình bán lẻ ra là 6.000 một hộp này.
Mình tính vào trong giỏ quà vẫn là 6.000 nhé các bạn. Sau đây là mình đã bó xong một giỏ quà vô cùng đẹp. Đây các bạn nhìn thấy này. Giỏ quà này chỉ 150 thôi các bạn nhé. Nguyên vật liệu, tất cả là đều các mặt hàng mà đã có thương hiệu lâu năm trên thị trường, chứ không phải là các mặt hàng mà chỉ phục vụ cho ngày Tết. Đây là những mặt hàng bán quanh năm nhé các bạn. Ai mà cần những cái nguồn cung này thì có thể là comment ở bên dưới. Các cái hãng này của mình đều có các nhà phân phối tại các tỉnh. Ở tỉnh nào cũng sẽ có nha các bạn nhé. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn các nhà phân phối ở khu vực của các bạn. Đấy. Mình sẽ lấy nơ vào đó. Mình gói quà là mình sẽ bán ở lâu dài chứ không phải là chỉ bán một năm một. Mà những cái người người ta thường mua giỏ quà này là toàn là biếu xén cho người thân quen. Đấy. Các bạn mà cho những cái mặt hàng mà hết đát vào trong giỏ quà ấy, thì người ta là sẽ phản ánh trực tiếp lại ngay. Và các bạn chỉ bán được một lần và lần sau là các bạn sẽ mất khách. Mà tự nhiên là mình mất hết cả lộc đi. Làm cái gì nó phải thật cái đấy nhé các bạn nhé. Rồi. Đấy. Giỏ quà rất đẹp nhé các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn. Có các bạn có những lưu ý thì muốn hỏi mình thì cứ comment trực tiếp ở dưới video nhé. Xin chào.